Mọi người cho em ý kiến nha. Chơi vậy là kỳ quá luôn á. Sao không báo cho em biết trước để em chuẩn bị tâm lý? Mà làm cái kiểu này hồi nãy anh An nói là anh An ra nói chuyện riêng với em mà. Chuyện riêng với em á? Ừ. Thì cái này chuyện thực tế mà. Anh phải báo em trước là có máy quay hay sao? Ừ, tất nhiên. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Buổi chiều hôm nay, các thành viên cùng nhau chia cặp để chơi các trò chơi tại khu du lịch Damri. Em chưa thấy phải không? Đây. Sao? Sao không thích nữa? Đây rồi. Hả? Đây rồi. Đi hay không? Tụi anh muốn nữa là tụi anh nghỉ rồi. Wow. Anh muốn chơi lại một lần nữa. Okay. Anh muốn chơi lại một lần nữa. Thiệt tình. Vui quá à. Rất là vui luôn. Không thật sự. Oh, 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 oh. Oh my god. Quá đã. Anh em anh đẩy nặng quá. Đẩy cái phần nhà đó. Không tại được, đi được lần à. Tại vì hết giờ rồi. Hồi nãy phát hiện sớm chơi. Hồi nãy phát hiện sớm chơi trời vui nè. Bây giờ sao? Ơi có gì có thác hả? Em có thể chơi được một lần đi nữa không? Đi hát không anh à? Đây là em muốn đi chơi khác. Cái này mà sáng sớm ra đây á, thích ha? Tắm thích hơn. Tắm thích hơn hả? Anh thích tắm bơi. Tắm bơi, biển. Với lại biết, anh biết sao mà một cái lý do nữa em không thích Thi không? Cái bữa mà em bắt cặp với Thi mà quay cái hồ bơi á, mà lúc đó về em đuối quá rồi, em nói bây giờ mà em lên gym nữa là tối em nằm một chỗ luôn, không có đi nổi. Một hai bắt em phải đi tập gym cho bằng được, không nhường em một tí nào luôn. Tối hôm đó thì Thi có đắp lên phòng thì em thấy cái giống như là Thi cũng muốn giữ cho tướng tá bùi cho đẹp thôi. Thi nói chuyện với An như thế nào? Thế đó không có nói chuyện gì nhiều. Thế bàn bạc vui lắm mà. Sao khỏe? Biết mà vui. Thấy anh và ba thấy hai người nói chuyện vui cười. Ừ thì cũng vui. Nhưng mà nó không có gì. Nhưng mà cũng không có gì. Chuyện bình thường thôi. Sao anh với Vy sao? Vui. Em ơi. Khá tình tứ nha. Ai? Anh với Vy đó. À tình tứ hả? Thì đúng rồi. Tình tứ. Lúc ở cạnh Thi, Vy luôn tỏ ra chắc chắn vào tình cảm của mình. Em vẫn là của anh hả? Ừ. Nhưng khi đi với Tuấn thì thái độ của Vy lại rất khác. Không ai biết mục đích Vy nghĩ gì. Có thể chỉ là muốn đánh lạc hướng về cặp đôi bí ẩn. Anh Thi có nói một câu là anh Thi là người quan trọng lời nói. Với em, nếu mà một người quan trọng lời nói mà buông một cái lời nào đó nói chuyện với người khác mà để người ta tổn thương thì không hay. Tại vì nếu anh là một người hời hợt, anh là một người gọi là vô tư, anh nói sai người ta bỏ qua. Cho nên nói nhiều quá về mình cũng là một cái không tốt, không hay, tự mình giết mình thôi. Thì cũng luôn thăm dò về đối thủ của mình. Tôi Tuấn chưa có gì luôn. Ai không hỏi câu này hết vậy?
À, anh Tuấn, ảnh làm cho em rất là cảm động. Ừ. Thì thực sự rất là bất ngờ, không ngờ là ảnh lại để anh cách như vậy. Tại anh không nghĩ là anh Tuấn sẽ dành tình cảm cho anh đến như vậy. Rất là cảm động. Cái điều mà hôm qua anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó. Tim ảnh đập thình ảnh chạy hết một vòng rất là nhanh luôn. Còn riêng em? Đối với anh Tuấn thì em nghĩ anh... mà sao anh biết vậy? Sau cuộc nói chuyện với An hôm qua, Tiên dường như đã bị tác động và cô nàng đã chủ động rủ Phú ra để tâm sự. Còn anh, với lại bây giờ anh cũng chưa luôn. Dạ. Nói ra anh phải có chứ, anh đừng có quy chụp là đâu có đâu. Anh bây giờ anh không có quy chụp, anh không có quy chụp nhưng mà tại cảm xúc chưa đủ. Nhưng mà có nhẫn nhịn hơn xíu chứ, chị C hả? Vui, nói chuyện chị C vui. Vui, rồi, nói chuyện vui. Thoải mái phải không? Ừ. Đó, vậy thôi. Là anh hồi nãy anh lựa chọn chị C là vì bạn. Nhưng Phú lại chỉ nhắc về C, người mà anh chàng muốn gặp là C. Anh không ấn tượng hả? Anh chỉ ấn tượng với C thôi. Ok. Thật lòng nha. Hả? Thật lòng nha. Thật lòng. Ok. Mà cũng đau lòng. Sao đau lòng? Mất mới gì đau lòng. Thì có một chiều một. An hồi nãy cũng hồi nãy kêu Nam hẹn hò với C đó. An cũng đưa tay ra. Anh lúc anh đưa tay cho C thì An cũng đưa tay cho C luôn. Đúng không? Dạ, à, hồi nãy đó. Anh nắm tay em nè. Thôi đây anh hai trước cho nè. Đây C. Nhưng An đã nhanh tay hơn. An và Phú không biết vô tình hay cố ý, nhưng họ luôn nhắc về nhau khi bên cạnh các cô gái. Nè, em thích ai rồi? Em thích Phú rồi. Em thích Phú rồi. Hả? Thế mà, nghiêm túc xíu đi. Em anh đâu kêu em trải lòng rồi, anh chỉ hỏi một câu rất là đơn giản. Em thích ai không ạ? Ừ. Không. Thiệt, không có một chút nhưng gì. Nhưng mà có chút tình cảm thì anh với anh Phú, hai người. Mà không phải là tình cảm mà là cái gì đó gọi là muốn tra rõ vài cái bí mật á, giống như hai người hơi bí ẩn xíu hả? Bí ẩn xíu á. Còn anh thì cứ lúc đi lúc về rồi ít nói chuyện. Nói chung là anh thích cách anh nói chuyện nhẹ nhàng của anh. Anh Phú thì anh đàn ông thiệt mà. Ờ chứ anh không nghĩ chứ, tại anh với em đâu có gì nói đâu. Nói chuyện thì nhiều rồi, Tuấn như vậy. Ừ. Chỉ có anh thôi là chưa nhiều thôi. Một lần hả? Lần hôm qua hả? Hôm qua không tính luôn á. Thì đó. Em sao đây là đó. Em muốn hẹn thôi. Mà thật ra kiểu cứ tại em á. Sao vậy? Hả? Tại em sao? Không nói chuyện được. Mắc mới em nói chuyện được. Mà tại sao anh nói chuyện được với người ta mà anh không nói chuyện được với em? Tại em không muốn. Sao em muốn? Hả? Em muốn mà. Thật ra là có nhiều cách để nói chuyện không? Okay. Phải là kiểu tìm hiểu từ đầu hay gì đâu. Ừ. Anh hiểu chứ. Nhưng mà anh hôm qua kiểu anh hỏi em 3 câu là 3 câu kiểu chất quốc. Nè anh hỏi em 10 câu. Ừ. 7 câu không trả lời, 3 câu trả lời kiểu mà giận. Rồi, xong. À, rồi giờ hỏi đi. Chị ta bạn trai bao lâu rồi? Năm. Một năm? Năm yêu, năm chia tay. Yêu, năm chia tay. Năm này cũng ngắn nha. Một năm thấy dài không? Dài chứ. Dài hả? Vậy là dài đủ để yêu thôi chứ. Ờ đúng rồi. Đủ để tìm hiểu. Tìm hiểu hả? Nhưng mà kiểu như là quen mà. Thật ra là quen một năm nhưng mà tìm hiểu trước rồi phải không? Cái vấn đề em quen anh mà quen mà. Trong lúc yêu mà em thấy có những cái hành động gì đó. Nó cảm thấy em không yêu được nữa thì em sẽ... Một cái hành động không... Những cái hành động gì mà... Nhiều phản bội hả? Không. Hành động gì mà không yêu. Nói chung là em cảm thấy là mình không được. Em cũng khá dứt khoát phải không? Ừ. Em yêu được, em bỏ được. Nhưng mà người mà em yêu sâu đậm á thì nó bị hay lụy. Giống như là em lụy rồi xong rồi em mới mạnh mẽ lên á, đúng không? Ừ. Đúng không? Mỗi tình trước. Hai mối tình à? Không em mạnh mẽ không? Em mạnh mẽ không? Không biết. Không biết hả? Ok. Em xui. Tùy tâm. Tùy tình huống. Anh thích câu trả lời đó của em á. Sao vậy? Em là một cái mạnh mẽ. Mà hỏi em á thì em nói em không biết. Thì đúng rồi, tại em nói mạnh mẽ. Thì những cô gái mà không mạnh mẽ hay nói em mạnh mẽ lắm. Ví dụ Anna hả? Anna là một điển hình của một cô gái như vậy.
Anh hai tỏ vẻ kiểu mạnh mẽ, nguy hiểm này nọ lắm, nhưng mà nè, không thích nào. Xê luôn là một bí ẩn đối với An. Khi cô luôn tỏ ra không hứng thú với anh chàng nên càng trở nên tò mò và muốn tìm hiểu Xê nhiều hơn. Trên đường đi ăn tối, cô nàng lại trở nên vui vẻ bởi người bên cạnh mình chính là An. Ôi, hồi nãy mới nói mà. Em tự nói mà. Anh đâu nghĩ gì đâu. Chứ có gì thì nói ra, chứ đừng có đoán, cho anh đoán gì hết á, đúng không? Ủa, sao có hỏi con này? Hả? Sao có hỏi con này? Chứ là diễn hay không? Nói, có diễn không? Hôm qua có diễn không? Cái này là em hỏi anh mà. Anh... Thường là diễn chứ có ống kính. Hôm qua thì có ống kính thì gọi là diễn đi. Bữa nay thì không biết. Bữa nay thì nửa này nửa nọ. Cái gì? Chịu hả? Cái này lại không không hả? Không, nhưng mà phải nói chuyện. Cái chương trình bao ăn chứ hả? Phải nói chuyện. Em tẩy chay con này quá. Tí rồi đó, cho mày đi chú Bình cho vô phòng xin nghỉ luôn. Hả? Đỡ là thủy đậu. Cả bữa cơm tối, An bỗng nhiên có thái độ rất khác lạ. Không biết anh chàng đang nghĩ gì. Không. Và điều bất ngờ đã xảy ra, khiến tất cả các thành viên hoang mang, đặc biệt là Anna. Xui quá xui. Tự nhiên chị là người biết quá nhiều. Đúng lúc mà anh cần. Ủa? Sao? Thì nhưng mà chị không nói được. Thôi đi. Ôi thôi. Cảm ơn. Chúc mừng mắn. Chúc mừng mắn. Chúc mừng mắn như vậy nha. Hà Lộ Bình Thịnh nha. Cái chừng ta ngát đồ đạc nha. Sao cười vậy? Không, đừng nghĩ gì nhiều nha. Đừng nghĩ gì nhiều nha. Nghe thôi. Hồi nãy trong xe em nói gì? Anh không đọc được ánh mắt của em à? Cái đó ở đâu em biết? Anh nói hả? Anh nói với người khác là anh nói với em? Không, anh hỏi em cái ánh mắt của em với anh là ánh mắt của em với người khác thế nào? Em mới nói anh ngốc hả? Thật ra là mấy ngày nay á, là chắc em cũng biết. Kiểu ngày thứ nhì anh tới á, anh thấy anh Phú quan tâm em nhiều, đúng không? Anh Phú quan tâm em, nghĩa là anh Phú quan tâm mọi người, nhưng mà anh Phú quan tâm em nhiều hơn xíu. Dạ. Ừ. Không, cái đó em biết, đừng có vậy hả? Có lẽ là tại vì bất cập. Sau đó thì ai ta? Đó thì Hưng thì quan tâm rõ ràng luôn. Kiểu rõ ràng nhưng mà đàng hoàng. Cái hôm qua thì Tuấn thì kiểu cho em một cái không gian rất là lạ, cảm xúc rất là mới. Tại vì kiểu mà được nhận bó hoa thì cũng phải là mới, nhưng mà xung quanh mọi người vỗ tay rồi kiểu sao anh biết? Tự ghép cặp. Anh có nghe nói, anh nghe kể mà. Ai cũng biết mà. Thì thường cái cảm xúc vậy nó rất là đã nha. Anh thì sao ta? Anh thì lần đầu nói chuyện với em á là hơi mất hứng rồi. Biết tại sao phải không? Sao? Biết tại sao phải không? Sao? Cảm nhận đầu tiên của em về anh. Đúng không? Cái đó nói thiệt hay nó giỡn?
Thật á. Thật phải không? Ừ. Đó. Nếu mà em nói với một người con trai một câu như vậy thì không. Ngay lúc đầu thì nó mất hứng lắm. Hả? Ừ. Nhưng mà nói thật thì ok. Anh cũng bị nhiều người nói. Thật ra đó, anh tới cái chương trình này á là anh không nghĩ là kiểu mà mình sẽ sau một tuần yêu ai hay là có tình cảm như quá nhiều. Thì cái chuyện mà tỏ tình á là trước khi mà anh tham gia thì anh nghĩ rất là khó, đúng không? Khó mình để sau một tuần tỏ tình với ai đó. Thì này thì đúng là vậy. Đúng là vậy. Đúng là vậy. Là anh quý bốn cô gái mà mỗi người cách khác nhau. C đặc biệt. Đặc biệt một phần nữa là tại vì anh mới biết C hồi nãy à. Đó, mà C bộc lộ ra kiểu một cái mặt hoàn toàn khác của C. Đó, rất là thú vị. Anh với em có rất là nhiều điều giống nhau, anh chuẩn bị giống nhau về cái quá khứ. Thì thật ra em cũng không có nói thẳng với anh, nhưng mà bằng cách này cách nọ em cho anh biết là em có anh vẫn là người bạn, nhưng mà người bạn mà em có thể tìm hiểu thêm, đúng không? Hả? Thì thật ra hồi nãy ngồi ở bàn ăn em biết mà, phải không? Anh đâu dám nhìn em đâu. Chứ hồi nãy ngồi trong xe anh cũng không dám nhìn em lâu nữa. Tại sao? Tại vì sợ em hiểu lầm. Anh sợ em hiểu lầm. Rồi giống như em nói thì kiểu sau chương trình này thì mình vẫn có thể là hai người bạn tốt. Nhưng mà xa hơn thì anh không biết sau này như thế nào, nhưng mà anh hiện tại là anh chưa biết nhiều về em. Anh không muốn kiểu cho em hiểu sai cái gì đó. Vì anh muốn nói thẳng với em vậy thôi. Dạ, đi vòng 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 vậy thôi. Lớn lắm luôn á. Vòng vòng vậy thôi. Ừ, chuyện lớn mà. Rồi. Ừ. Nên sao? Em nghĩ sao? Anh nói xong rồi á. Anh nói xong rồi hả? Ừ. Em nghĩ sao? Sao là sao? Nãy giờ em không hiểu nói cái gì luôn. Không hiểu à? Chết rồi. Ý anh là mình có thể là hai người bạn tốt sau chương trình này. Đó. Okay. Và anh nghĩ nếu mà mình giữ cái mức độ mà là bạn thôi á thì nó sẽ tốt hơn. Ok, okay ha. Ừ. À. Sao mặt đời vậy? Hả? Sao có mặt đời? Ok, okay thì phải không? Anh muốn làm bạn đúng không? Yeah. Ừ, sau chương trình này mình vẫn sẽ là bạn tốt. Ok, cool. Hớt. Ok, thôi vô chồng đi. Khùng quá. Cái gì? Chửi ai? Ai khùng? Anh khùng quá. Em vẫn chưa hiểu gì luôn á. Ok. Ừ. Ok. Ok. Anh muốn nói riêng với em thì em mới kêu anh ra riêng. Ừ. Cái anh đã nói riêng thôi, chứ anh đâu có nói với bạn anh được thôi. Đúng không? Phải đang là nói. Ý là em đang sao vậy? Hoang mang hả? Hồi nãy trong xe anh bất ngờ lắm luôn á. Nè, em không hỏi anh gì hết. Em không biết cảm xúc của anh như thế nào. Đúng không?
Em không hỏi anh ấy. Thì trong xe đó là cái sự dò xét của em mà. Dò xét cái gì? Em hỏi anh trước chứ. Bây giờ nắm tay anh. Để em nói là Huy, có gì thì nói trước. Ừ. Thấy không? Chứ chưa rõ ràng thì đừng. Thì hồi nãy thì mình mới nói đúng không, là we're just friends, right? Ok, rồi, ok. Rõ ràng rồi. Là một cuộc hẹn riêng với Anna, mặc dù khá sốc nhưng Anna cũng chấp nhận với lời đề nghị của An. Bây giờ đi về chưa? Về chưa? Chuẩn bị về rồi. Từ từ về. Mấy giờ? Qua đây ngồi. Mệt. Về đâu? Đâu có về đâu. Cú gì? Ừ. Sao nói vậy? Ừ. Chị biết trước hả? Chị biết trước luôn. Em ơi, giờ em về. Nhưng mà tại sao mọi người Chị nói vậy sao em hiểu được. Chị cho ta nói chuyện. Đâu có gì đâu. Với dòng do nãy giờ tâm mình lên plan hết. Nó thẳng vào vòng thôi. Đúng rồi, chỉ cần tới đây là bây giờ cũng em chơi. Chơi cũng bây giờ anh muốn anh ngồi ở đây không? Ngồi ở đây ok, đâu biết được. Bây giờ chỉ biết được. Từ Bulgaria nha. Nhưng mà tại sao lại vậy? Tại kiểu như ra ngoài này là trọng đại đầy 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 cái câu mà An nói mình sẽ là bạn tốt với Anna, là cái câu không có nghĩa đen nghĩa bóng gì hết, là An nói thẳng với Anna là An coi Anna như là bạn thôi. Và thật ra thì đêm cuối của An thì sau 4-5 ngày mà không trọn vẹn thì những ngày đó cũng không được đầy đủ, thì anh cũng không đủ thời gian để tìm hiểu những bạn nữ đó. Mọi chuyện tưởng như kết thúc nhưng sự tiết lộ của Vi đã khiến Anna thực sự bị tổn thương và trở nên mất bình tĩnh. Cái gì đâu? Thôi mọi người cho em ý kiến nha, chơi vậy là kỳ quá luôn á. Sao không báo cho em biết trước để em chuẩn bị tâm lý mà làm cái kiểu này? Hồi nãy anh An nói là anh An ra nói chuyện riêng với em mà. Chuyện riêng với em á? Ừ. Thì cái này chuyện thực tế mà. Anh phải báo em trước là có máy quay hay sao? Ừ, tất nhiên. Ừ. Không, cái lúc mà anh nói chuyện riêng với em là anh cũng không nghĩ tới máy quay. Cái anh, cảm giác của em bây giờ nè, là anh hiểu. Chơi em vậy đó. Nhưng mà lấy cảm xúc của em ra không. Để câu view gì đó. Cảm xúc của em câu view là sao? Là sao? Không, anh hiểu, anh hiểu cái của em, anh hiểu. Anh hiểu không? Nhưng mà ví dụ như anh nói một cái vấn đề như vậy thì anh phải cho em biết được mà, em chuẩn bị tâm lý của em kiểu như là chơi em vậy đó. Không, cái nào mới chương trình. Vậy chương là anh hả? Chương trình chả biết em nói. Anh chơi em làm cái gì? Vậy tại sao lúc đó anh không nói đàng hoàng với em đi? Nói cái gì? Anh ra đây rồi, mọi người get ready rồi action để cho mình làm một cái gì đó thật là hoành tráng lên để có cái chuyện chả coi cái, vậy. Chả có gì hoành tráng hết á. Bình thường. Chả có gì hoành tráng hết á. Anh hiểu cảm xúc của em. Mình không ai chơi em hết trơn á. Thôi anh khỏi còn giải thích nữa đi. Tâm trạng của Anna bây giờ, Anna cảm thấy vui và rất là thú vị. Là thú vị vì thú vị vì chương trình mùa này thật sự rất là bí ẩn, bởi vì mọi người không ai biết ai là ai hết.
cho đến giây phút này. Lý do gì đã khiến An đưa ra quyết định rõ ràng với Anna khi mà mối quan hệ của cả hai dường như đang trở nên rất tốt đẹp? Anna sẽ như thế nào đây? Liệu sẽ có sự bất ngờ gì xảy ra khi mà hành trình đã bước vào ngày cuối?